Có hai cái sản phẩm này mình phải nói cho anh chị và các bạn để lưu ý khi các bạn và anh chị lấy về bán ha. Đặc biệt là các bạn mà đi bán để kiếm thêm thu nhập thì để hiểu hơn về cái sản phẩm để mà bán. Thì cái thứ nhất, cái sản phẩm này là cái lồng chim ha. Cái lồng chim thì con chim này nè, mình nói thôi chứ mình không có mở. Con chim này là nó sẽ cử động được nha anh chị các bạn, nó sẽ cử động được. Và cái sản phẩm này là nó dùng pin, pin con ó ha, pin ó, pin AA hay là pin AA. Cái sản phẩm này là nó dùng 3 viên pin, 3 viên pin. Đây mình mở cái nắp pin ngay cho anh chị các bạn xem nè. Đó, cái sản phẩm này là dùng 3 viên pin con ó ha, là pin AA, pin AA. Là khi mình lắp vào là cái sản phẩm này nó xài. Thì khi anh chị các bạn bán thì cái sản phẩm này nó sẽ bị gọi là gì? Nó sẽ bị tốn pin ha, tốn pin. Tốn pin là tốn theo cái linh kiện để chúng ta mua cái sản phẩm này về bán. Thì chúng ta sẽ mua thêm một linh kiện đó là pin con ó về để chúng ta bán, thì cái giá thành sản phẩm nó sẽ nâng lên ha, nâng lên. Thì cái giá thành này như thế nào thì anh chị các bạn có thể lên trên những trang thương mại điện tử mà mình tra ha, tra. Rồi, cái sản phẩm thứ hai nó cũng là giống như vậy, đó là cái sản phẩm lồng chim. Thì trong cái video này mình quay như thế này thì anh chị các bạn sẽ không phân biệt được cái hai cái lồng chim ha. Thì mình sẽ nói là cái lồng chim này thì mình đã nói rồi. Còn cái lồng chim này là cái lồng chim nó xài pin pin gọi là pin nút áo ha, pin nút áo. Gọi là pin tia là pin nó có lắp sẵn cho đây luôn. Lắp sẵn cho đây luôn. Cái này nó dùng 3 viên pin nút áo ha, 3 viên pin nút áo. Thì cái này chúng ta mua về thì chúng ta bán thì nó đỡ tốn tiền pin hơn. Vì pin nó lắp sẵn rồi. Và theo cá nhân của mình thì mình cũng thích cái sản phẩm này hơn, vì mình không cần phải đem mua thêm một linh kiện nữa. Tại vì pin con ó bây giờ thị trường bây giờ thì một viên nó, nếu như mà anh chị bạn ra tạp hóa mà mua ha, ra tạp hóa mà mua thì ít nhất là nó rơi vào khoảng từ tạp hóa nó bán lẻ nha, tạp hóa bán lẻ là có thể là 2 viên là 5.000, thì có thể là rơi vào một cục là 2.000 nếu bạn các bạn mua nhiều. Còn các bạn mua sỉ thì lại khác nữa. Nên cái sản phẩm này mình thấy nó rất là phù hợp nè. Nhưng mà nó có một cái yếu điểm như thế này là nó chỉ kêu chim kêu thôi, nhưng mà cái sản phẩm này con chim nó cứng đơ nha, và nó không nhúc nhích, nó không có hoạt động được ha, không hoạt động được. Thì cái sản phẩm này thì nó hoạt động được nè, sản phẩm nó hoạt động được, còn cái sản phẩm này thì không hoạt động được. Thì các bạn và anh chị có thể tùy theo cái địa phương của mình mà khảo sát và bán ha. Thì theo mình thì cái sản phẩm này thì mình thấy thứ nhất là cái giá thành nó rẻ hơn cái sản phẩm này, rẻ hơn nhiều ha. Thì các bạn có thể tìm mua về để mà mình bán lại ha. Thì đó là những cái lưu ý khi bán cái lồng chim này ha.